Đó, con này như là xe zin luôn cho anh ạ. Xe zin hết luôn anh ạ. Đấy, chính vì cái bô zin này, anh em nhìn cái dàn inox này, rất là đẹp, rất sáng luôn. Em bán cái dòng Dalim này rất là nhiều rồi. Nhưng mà để mà kiếm được một con mà đẹp như con này thì chưa được con nào được như con này. Ok, đó, anh em thấy không? Đèn rất là sáng nhá. Đèn rất sáng luôn anh em ạ. Đèn sáng ha. Con này như là nó thay đèn led luôn nhỉ? Đấy, thay đèn led luôn anh. Thay đèn led luôn. Anh em mà đi thay vô tư luôn này. Đó, trang bị cả đèn ưu tiên luôn anh em. Máy móc là ok luôn nhá. Đây, các xe thoải mái luôn. Vỏ lốp thì khá là dày luôn này. Lốp dày như cái chủ xe mới thay luôn anh. Mới thay luôn hả? Đó. Đầy đủ luôn anh em. Đèn trợ sáng là đầy đủ hết. Đó, ok đấy. Xi nhan có đèn đầy đủ hết. Là xe cũng khá là cứng cáp anh em, liền lạc em nhé. Đây là đúng là xe còn con này đời 2008 này. Đó, biển 48. Đâu 998 hay nói đời 98. Đấy, tem mấy chục năm này. Tem zin luôn này. Tem zin của nó luôn đấy. Tem zin luôn anh nhé. Nó nhập khẩu nguyên chiếc mà, Mẫu này là của Hàn Quốc ha. Hàn Quốc nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đó, dòng xe quốc dân đấy. Đó, xe quốc dân của xứ sở Kim Chi. Cái kiểu dáng này thì in cũng khá là thấp nha, khá là thấp classic. Đấy, nên anh em mà chiều cao khiêm tốn vẫn có thể chạy được anh em nhé. Rất là giống với mấy dòng xe đặc chủng anh em ạ. Ok. Trang bị cái bộ cản trước này, đèn gắn thêm với còi hụ sơn màu trắng đây nữa làm. Thế con này thì anh để giá bao nhiêu? Con này bán là 26 triệu bao ship anh ạ. 26 triệu bao ship nhá. Tiền nào của đấy thôi. Ok, nói chung là xe em thấy là khá là liền lạc, cứng cáp này, mọi chi tiết xe khá sạch sẽ luôn. Đấy, em thấy dàn trần ốc tán này, chân đẹp này, vỏ lốp thì có dày rồi, chê luôn, lốp phải chê luôn. Đây, nếu mà đâm nó móp méo là chỗ này này, rất nhiều con Dalim á là hay bị móp này này. Ok. Rồi gáo không có sạch sẽ. Nước sơn xì của nó này. Đó, đẹp luôn mà, không có bị nổ sơn bong chóc gì hết anh em nhé. Cái bản VS này là bản cao cấp anh em nhé, bản cao cấp đấy. Ok. Còn bản VC là bản thường. 125cc. 125cc. Rồi. Không cần phải bằng A2. Đó. Ở cửa hàng thì vẫn có hỗ trợ ship toàn quốc cho anh em ha. Anh em ở xa thì inbox Zalo ha.